Chào các bạn, hôm nay Ngọc Anh sẽ quay cho các bạn xem một mô đen máy khoan bê tông của Makita. Và đây chính là mô đen của nó các bạn, HR 2300, một mô đen máy khoan bê tông hai chức năng. Các bạn thấy là nó đựng trong một cái hộp nhựa, khá là chắc chắn. Sẽ mở cho các bạn xem. Đây các bạn. Ở trong này thì có hướng dẫn sử dụng và phiêu hành, và một cây thước đo chiều sâu của mũi hàn, đều ở sâu của lỗ khoan, đo chiều sâu của lỗ khoan. Cây này bằng sắt ha, là bằng sắt. Và đây là chiếc máy của chúng ta, Makita. Đây các bạn, đây là mô đen của nó. Đó, HR 2300. Và khoan bê tông được 23 ly và khoan sắt được 11 ly, 13 ly, công suất là 720W. Đó là một những cái thông số. Và sản phẩm này được sản xuất tại Make in China, cái này nhà máy Makita đặt tại Trung Quốc. Các bạn thấy không, ghi xuất xứ rất là rõ ràng. Phía dưới bụng là cái model và cái số seri của máy. Và cái công tắc, cái đảo đổi chế độ khoan này, nó nằm ở dưới đây, nó nằm dưới bụng này. Các bạn thấy ha, khi mà xoay qua bên đây thì là khoan thông thường, xoay qua đây là khoan thông thường, và xoay qua đây là chế độ khoan búa. Đây các bạn, đó, đây là chế độ khoan búa, và bên này là chế độ khoan thông thường, xoay vậy thôi. Còn đây là cái vị trí đảo chiều, đảo chiều. Đây là khoan vào này, bạn có muốn thấy mũi tên đi về phía trước không, là khoan vào và xoay lên đây thì là đảo chiều ngược lại ha. Lấy mũi khoan ra, công tắc box, và cái này là khóa công tắc, khóa công tắc này các bạn, đó. Rồi lấy ra khóa công tắc, và khi chúng ta mà khoan thường xuyên, khoan thường xuyên mà bóp hoài thì nó sẽ mỏi tay. Khoan một cái lỗ dài thì đúng hơn, khoan một cái lỗ dài chỗ sâu thì đỡ phải giữ, thì chúng ta sẽ khóa công tắc điện này nọ, thì máy sẽ hoạt động và chúng ta sẽ bóp nhẹ, thôi thì nó sẽ bung ra. Đây là cái tay cầm được bọc bằng cao su ha, khá là êm, tăng cái độ chắc chắn. Rồi Ngọc Anh sẽ sơ lược là như vậy, và sẽ coi xem thông số trong catalog có ghi gì thêm không, có ghi gì thêm ở trong cái model này không. Các bạn thấy là catalog của Makita rất là dày ha, nhiều lắm luôn nè, hàng quá trời, rất là đa dạng và phong phú ha. Makita là hiện tại đang là cái nhãn hiệu mà theo Ngọc Anh thấy là đa dạng nhất về chủng loại hàng hóa, về dụng cụ điện cầm tay, cũng như là sử dụng pin, là đa dạng nhất tại thị trường Việt Nam ở thời điểm hiện tại. Đây các bạn, máy khoan động lực, HR 2300, máy khoan hai chức năng, công suất là 720W, lực đập là 2.6 joule, khả năng khoan bê tông là 23, thép là 13, gỗ là 32, tốc độ đập là từ 0 đến 4.600 lần một phút, tốc độ không tải là từ 0 đến 1.200 vòng, và kích thước là 356 x 77 x 209, và trọng lượng là 2,7 kg, dây dẫn điện là 2,5 m. Phụ kiện đi kèm là tay cầm, thước canh độ sâu, máy không có kèm mũi,
Đó là tất cả những cái thông số mà Makita ghi ở trên đây. Thì các bạn hình dung như vậy này. Đó là những cái máy khoan bê tông thì những con số số tối đa, những con số mà đường kính mỗi khoan tối đa ở đây giống như cụ thể con này là với cái model này là 23 mm. Thì các bạn hình dung ha, đây là cái lỗ khoan tối đa mà nó có thể khoan, chứ không phải là tối ưu ha. Giống như là để mà tăng cái độ bền của cái máy, giống như sử dụng được lâu dài, thì chúng ta chỉ khoan ở đâu đó cái công suất khoảng chừng 60% của số 23 này. Nó đâu đó khoảng chừng 13, 14 là cái tầm đó ha. Và đương nhiên rồi, lâu lâu thì chúng ta có thể khoan, ý là có những trường hợp mà chúng ta cần khoan một cái lỗ khoan lớn hơn thì máy này hoàn toàn có thể đáp ứng. Và dưới 23 ly thì model này có thể đáp ứng được. Tuy nhiên là nếu như chúng ta thường xuyên khoan với đường kính lỗ đó thì lỗ lớn thì chúng ta cần lớn hơn 23 thì chúng ta cần hoặc là 23 thì chúng ta cần những cái model lớn hơn các bạn. Thì đó là tất cả những thông tin mà Ngọc Anh chia sẻ về cái model Makita này. Thì Ngọc Anh hy vọng là các bạn đã hình dung tìm hiểu sơ về về máy qua cái video mà Ngọc Anh quay, đỡ làm đỡ mất thời gian của các bạn trước khi đến nhịp cầu Việt ở gần ngã tư Amata để lựa chọn sản phẩm. Thì các bạn quan tâm đến sản phẩm nào thì có thể liên lạc với Ngọc Anh theo số điện thoại phía dưới, hoặc là các bạn để lại số điện thoại thì Ngọc Anh sẽ gọi cho các bạn. Hoặc là nếu như các bạn mong muốn đến xem tận nơi để chọn cho mình một cái công cụ dụng cụ phù hợp với lại yêu cầu công việc của mình, thì các bạn hãy lên Google và search chữ nhịp cầu Việt thì Google sẽ dẫn các bạn đến đây. Vâng, cảm ơn các bạn rất là nhiều và mong rằng là nhận được nhiều hơn nữa sự ủng hộ của các bạn cũng như là những đóng góp của các bạn, thì hãy comment ở phía dưới để cho Ngọc Anh sẽ hoàn thiện cái kênh của nhịp cầu Việt hơn nữa trong tương lai. Rồi, cảm ơn các bạn rất là nhiều. Xin chào các bạn và hẹn gặp lại.